Xin chào anh em, mình là Linh Andy đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại top 10 vị tướng ngày xưa thì rất là mạnh nhưng bây giờ lại bị lãng quên rồi anh em nhé. 10 cái vị tướng này nó đúng là những cái vị tướng cực kỳ khủng khiếp luôn đấy, nhưng mà thôi meta lại thay đổi thành ra những vị tướng mới xuất hiện nên là dần dần bị thay thế đi anh em nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem top 10 vị tướng này là những ai anh em nhá. Đầu tiên ở trong danh sách phải kể đến đó chính là Zoro Wano. Đợt đấy mình nhớ kỹ năng nộ quỷ pháp kiếm thuật Asura của Zoro gây sát thương đến tận 300% công mà. Có thêm sát thương chuẩn dựa trên 25% máu tối đa của kẻ địch có máu cao nhất nữa cơ. Đấy, thành ra là Zoro sồn sát thương cứ phải gọi là ôi dồi ôi luôn. Với cả mình thấy một cái hay nữa là Zoro còn có thể tăng công cũng như là sát thương chuẩn trong vòng 4 lượt liền anh em nhá. Đợt đấy vào cứ Zoro nộ xe hoặc phát là cả đội hình đi luôn. Kỹ năng bị động của Zoro là có thể cung cấp thêm chỉ số công này, máu này, sát thương chuẩn này. Zoro còn có thêm một cái kỹ năng nữa là giảm chí mạng của đối thủ, đồng thời là cung cấp một cái lớp khiên chặn sát thương mỗi lượt, tăng khả năng sinh tồn của Zoro lên nữa cơ. Ôi, nếu như anh em nào mà chưa từng được trải nghiệm Zoro Wano thì thật là đáng tiếc, bởi vì thời điểm đấy Zoro Wano có thể tấn công toàn bộ đại địch cơ mà, gây sát thương cực kỳ mạnh, đặc biệt là kỹ năng còn giúp cho Zoro tăng cường sức mạnh bản thân, tăng tấn công, tăng sát thương chuẩn. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì sức mạnh của Zoro Wano đã giảm đi đáng kể bởi vì là có nhiều tướng mới ra mắt quá. Và khả năng chống chịu cũng như là khống chế mạnh mẽ hơn, máu miếng các thứ châu bò quá. Thế thành ra là ở thời điểm hiện tại thì em nó ít được sử dụng trong meta anh em nhá. Vị tướng thứ hai mà bị lãng quên đó chính là Nami Wano. Mình nhớ đợt đấy mình làm có mỗi một video short về Nami Wano. Úi giời ơi, cái này mà ôi nhiều view vãi cả trưởng luôn anh em ạ. Nhưng mà thôi, bây giờ thì bị lãng quên mất rồi. Đợt mà Nami Wano mới ra mắt thì được đánh giá cao bởi vì cái khả năng hỗ trợ cũng như là khống chế diện rộng anh em nhé. Nami thì có thể tấn công toàn bộ kẻ địch 2 lần này, gây sát thương và có tỷ lệ xóa hiệu ứng có lợi của mục tiêu anh em ạ. Đặc biệt Nami Wano đợt đấy nó nổi lên như một vị thần là bởi vì có cái hiệu ứng mê hoặc khiến kẻ địch mất kiểm soát và tấn công đồng đội ngẫu nhiên anh em nhé. Bị động của Nami Wano thì còn có cái khả năng là tăng máu này, tăng tốc, tăng miễn chống, đồng thời có cái khả năng xóa hiệu ứng tốt của đối thủ khi mà đánh thường luôn anh em. Khi mà máu xuống thấp nhá, Nami còn có thể hồi nộ này, tạo lá chắn hấp thụ sát thương này, nên là cái khả năng sinh tồn của Nami Wano này cũng rất cao anh em nhé. Và cuối cùng thêm một cái điểm nữa mà giúp cho Nami Wano ở đây đấy rất được ưa chuộng là có thêm cái khả năng hồi sinh cho đồng đội. Thời điểm Nami Wano ra mắt thì nha nha Nami Wano, người người Nami Wano. Nhưng mà sau đấy có một số những cái vị tướng mà có cái khả năng phá giáp này, rồi thì cấm hồi sinh các kiểu nữa, thành ra là Nami Wano lại vào chuồng gà anh em nhé. Top 3 trong số các vị tướng bị lãng quên đó chính là Reju. Ở thời điểm hiện tại á, nếu như anh em thấy vị tướng Boa Lilith mạnh như thế nào thì trước khi Boa Lilith ra mắt thì Reju được ưa chuộng y như thế anh em nhé. Mà nó lại là một vị tướng thường nữa, không phải là vị tướng limited như kiểu là Boa Lilith. Chiêu nộ của Reju thì có thể tạo ra sát thương độc, và nếu như kẻ địch đã bị dính độc rồi mà lại ăn thêm cái chiêu cuối này nữa thì chắc chắn là sát thương sẽ tăng thêm 100%. Ngon lành luôn anh em. Kỹ năng bị động thì giúp cho Reju có thể tăng công, tăng máu, tăng tốc độ, giảm sát thương. Đấy, với cả cái chiêu 3 này anh em thấy quen không? Chính là ở vị tướng Boa Lilith cũng có cái hiệu ứng hoa vũ này anh em này. Ở đầu trận thì khiến kẻ địch mất kiểm soát và tấn công đồng đội. Đó, anh em thấy nhiều hiệu ứng khống chế chưa? Kết hợp cùng với cả cái ulti nữa thì quá ngon lành cái nào luôn. Giảm nộ của đối thủ và tăng sát thương và mục tiêu bị trúng độc nữa anh em nhá. Ngày xưa cái vị tướng Reju này nó được ưa chuộng lý do là bởi vì nó có cái sát thương độc, và khi mà kẻ địch trúng độc thì ôi dồi ôi, sát thương gây ra cao vãi cả trưởng luôn. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì chúng ta lại có khá là nhiều các cái vị tướng miễn khống chế này, giải hiệu ứng các thứ, thế thành ra là độc của Reju trở nên yếu thế hơn. Top 4 là vị tướng Lo Wano anh em nhá. Ôi dồi ôi, mình nhớ mãi là nếu như mà cái quốc server mới, người người Lo Wano, nhà nhà Lo Wano, bởi vì ở thời điểm đầu game ấy, Lo Wano chỉ cần một chẹt này thôi là cả đội hình kẻ địch đi bay màu ngay lập tức anh em ạ. Thì khi mà chúng ta đi làm nhiệm vụ này, đi leo đậu thần này, nó rất là nhanh anh em. Nói chung một cái nộ của Lo Wano có thể làm được rất nhiều thứ anh em nhé. Thứ nhất là công cao, tấn công toàn bộ mục tiêu của đội hình kẻ địch này. Tiếp theo là có giảm 99% khả năng hồi phục, cay thế chứ lại, trong vòng 3 lượt luôn anh em nhé. Với cả là nó cũng có thêm 55% hiệu quả là tạo cái hiệu ứng bất tử ấy. Ôi đợt đấy chả quá ngon luôn, vừa tấn công cao mà lại còn có thể hỗ trợ cho đồng đội bất tử nữa thì ôi dồi ôi, quá ăn gì anh em. Lo Wano cũng có thể tăng được thêm cái sát thương chuẩn, và cái chiêu thức này thì nó đánh vào hàng sau của kẻ địch anh em nhé. Thì thông thường là những vị tướng nào chủ lực thì chả xếp vào hàng sau à. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại ấy, thì nói chung là nó có quá nhiều vị tướng mà sát thương nó vượt trội hơn, thế thành ra là vai trò của Lo Wano trong đội hình bị giảm đi và nó khó duy trì được sức mạnh trong các trận đấu dài hơi anh em nhé. Top 5 là cái vị tướng Capone Bege. Nói chung vị tướng này mình đếch biết đặt như thế nào bởi vì mình xem One Piece chưa đến tập có cái ông này nốt anh em ạ. Chỉ biết là ông này ở trong huyền thoại tạc thì nó khá mạnh. Cái kỹ năng của ông này thì nó lại hơi dị một tí, mặc dù là xạ thủ nhưng mà gây sát thương lại bằng 50% máu tối đa của bản thân. Ảo ma Canada.
chia đều cho số kẻ địch còn sống sót anh em. Mà tấn công bằng 50% máu tối đa mà, thế thành ra là ông này cứ build vào máu cái là hợp lý luôn anh em ạ. Sau đấy khi mà Carbon Bag em mà nâng cấp được lên Gma G mủng các kiểu nữa thì ui ôi, sức chịu đựng vừa tốt này, khả năng gây sát thương lớn này, thì nó có ít các cái vị tướng có khả năng hồi sinh hồi sủng, em nó sẽ phát huy được tối đa sức mạnh. Nhưng mà ở thời điểm bây giờ anh em có thể thấy trận đấu thường là sẽ kéo dài. Carbon Bege vào ở thời điểm hiện tại thì ôi dồi ôi, có khi là chưa kịp sử dụng đến vài lần ulti đã nằm xuống mất rồi anh em. Top 6 là vị tướng Yonko Bucky nhèm nhạo. Ô chà, mình nhớ mai một cái đợt mà không biết là có bạn nào đấy build all in vào vị tướng Yonko Bucky này và mình đi trận ui dồi ôi. Nhưng là đấy mình lại không chơi vì Yonko Bucky mới đau. Mình cứ nghĩ là vị tướng này yếu nhưng mà không, khỏe thực sự anh em ạ. Và cái vị tướng Yonko Bucky này thì có thể gây ra một lượng sát thương cực kỳ mạnh lên hai kẻ địch có máu thấp nhất dựa trên 50% máu tối đa của Yonko Bucky. Thế ở thời điểm đấy là Yonko Bucky cứ all in vào những cái chỉ số máu á, là anh em có thể thấy là sát thương của nó gây ra kinh khủng khiếp luôn. Cái đam bi động của Yonko Bucky thì có thể tăng máu này, tăng tốc độ này, đánh thường thôi mà cũng có thể gây được 30% máu tối đa của Yonko Bucky nữa. Sau đấy đầu mỗi hiệp lại còn có cơ hội là 50% nhận một tầng lá chắn trong vòng 3 lượt. Và nếu như đội hình của kẻ địch mà càng có nhiều vị tướng có khả năng khống chế cứ oánh vào Yonko Bucky thì em nó còn có thể tăng HP tối đa anh em nhé. Ui dồi, nên là Yonko Bucky càng đánh càng mạnh càng trâu anh em ạ, sát thương gây ra khổng lồ nữa chứ. Top 7 là vị tướng Sanji Hắc Ẩn anh em nhé. Nói thật là khi mà vị tướng Sanji Hắc Ẩn này mới ra mắt thì thực sự là mình cũng không biết luôn, mình cũng chưa xem đến tập mà lại bịt mặt các kiểu trông như siêu nhân này anh em ạ. Thề nộ xong thì kèm thêm một cái hiệu ứng gọi là hắc hỏa lửa đen ấy. Và đây này anh em này, cái tốc độ cực hạn thì giúp cho Sanji không thể bị chọn làm mục tiêu trong vòng 2 hiệp đầu trận, trừ khi là đòn tấn công đơn mục tiêu thôi anh em nhé. Thế cho nên là Sanji có thể trụ rất là vững ở trong những cái lượt đầu tiên. Thêm vào đấy, Sanji Hắc Ẩn còn có thêm một cái hiệu ứng nữa là tạo một cái lá chắn hấp thụ sát thương. Lại cũng có thể tạo thêm một tầng hắc hỏa nữa. Sanji nó rất phù hợp với những đội hình nào mà đánh lâu dài, dựa vào sát thương cuối lượt và cái hiệu ứng hắc hỏa. Và cũng nói về một vị tướng ở bên hệ Minh Mẫn. Đấy, chính là Vivi Festival, nữ hoàng của hỗ trợ và khống chế anh em nhá. Đợt đấy mình thấy vị tướng Vivi Festival này có một kỹ năng cực kỳ độc đáo anh em ạ. Nó có khả năng là chuyển hóa 60% hiệu ứng tăng chỉ số kẻ địch thành giảm chỉ số cơ mà. Thế thành ra là đội của mình có thể tăng thêm rất nhiều chỉ số phòng ngự trong vòng 4 lượt và có đến tận 60% miễn sát thương chuẩn anh em nhé. Và với cái bị động tông túa tinh đẹp thì Vivi có thể tăng thêm máu này, tăng thêm thủ, tăng thêm tốc độ này. Nhưng mà sau đấy thì cũng ra mắt khá nhiều những cái vị tướng có khả năng là xuyên qua lá chắn hoặc là bỏ qua cái khả năng miễn thương ấy. Thì thành ra là những cái hiệu quả buff của VV nó không còn được mạnh mẽ như trước nữa. Thế là thôi, cũng bị lãng quên luôn anh em ạ. Top 9, Luffy Nika. Đây có lẽ là vị tướng mà mình tiếc nhất luôn anh em ạ. Bởi vì là mình cũng rất là thích Luffy mà, nhân vật chính của game này có gì chả thích anh em. Và thậm chí là mình còn sở hữu luôn một cái mô hình Luffy Nika. Cũng có đề co tí ở trên bàn làm việc của mình nhìn cho nó wax select. Ôi ôi, Luffy Nika nộ phát sát thương vãi cả trưởng luôn anh em nhé. 1500% công mà. Và công thì công ở kẻ địch có máu thấp nhất có thể tiêu diệt kẻ địch rất là dễ dàng luôn. Đợt đấy mình nhớ mãi là bên nào mà có Luffy Nika mạnh hơn thì bên đấy thắng. Thề, đợt đấy là Luffy nó cũng không sợ mấy con là máu trâu đâu, bởi vì là nó còn có khả năng gây thêm sát thương bằng 40% máu tối đa của kẻ địch nữa cơ mà. Kiểu đợt đấy Luffy Nika hủy diệt bản đồ vãi cả trưởng luôn ấy. Xong nó còn tạo ra một cái hiệu ứng là thần mặt trời đấy anh em, để nó có thể giúp cho Luffy phản lại các cái trạng thái xấu, bỏ qua hiệu ứng chia sẻ sát thương từ kẻ địch. Tiếp theo là cái bị động có thể tăng đến tận 70% công vãi cả trưởng luôn, tăng thêm tốc độ này. Cái hiệu ứng mà nó có cái tỷ lệ là tăng sát thương đến tận 10 lần anh em ạ. Ui dồi ôi, đây là một cái điểm cực kỳ đặc biệt luôn anh em nhé. Bởi vì là có những cái trận đấu mình nhớ là mặc dù Luffy Nika của mình này build mạnh hơn kẻ địch, nhưng mà kẻ địch nó có cái tỷ lệ là oánh ra sát thương lên đến tận 10 lần cơ mà. Thế thành ra là ôi ôi, trời nó cũng hơi hên xui nhân phẩm tí anh em ạ. Nếu như mà nổ được cái bi động này thì cũng kinh khủng đấy. Tiếp theo là cái uy áp tứ hỏa thì có thể giúp cho Luffy phản công khi bị tấn công anh em nhé. Nó hay ở chỗ đấy. Và đặc biệt là khi HP xuống dưới 80% thì còn có thêm cái hiệu ứng bất hoại miễn nhiễm hoàn toàn sát thương từ mọi nguồn luôn. Nhưng mà hiện nay thì phải công nhận là có nhiều vị tướng công thủ toàn diện quá, thế thành ra là Luffy Nika nó bị giảm sức mạnh đi đôi phần anh em nhá. Và ở bên hệ thông minh này cũng có một vị tướng mà ngày trước thì mới ra mắt là mạnh thôi rồi, chọc thì cứ phải gọi là thốn đến tận rốn luôn, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì cũng bị lãng quên dần rồi. Nhìn chung cái vị tướng Uta này có thể gây sát thương mạnh mà hỗ trợ ông khá ổn nhé, có hiệu ứng câm lặng và giảm kháng phép của kẻ địch thì giúp cho đồng đội của chúng ta có thể tạo ra một lượng sát thương lớn hơn. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì cũng có một số những cái vị tướng có những cái hiệu ứng giải khống chế này. Thì trên đây là top 10 vị tướng mà trước đây thì được sử dụng rất là nhiều, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì bị lãng quên mất rồi. Anh em cảm thấy tiếc vị tướng nào nhất
nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết được nhá. Cá nhân mình thì mình tiếc nhất là Luffy Nika. Thì mình nhớ không nhầm thì One Piece manga thì phải, nó cũng ra đến những cái tập mà xuất hiện Luffy Nika. Ôi, thế thành ra là Luffy Nika hot thế. Rồi thôi, nói chung là game này chơi theo meta mà. Những vị tướng ra sau thì thường nó sẽ có những cái bộ kỹ năng khắc chế phần nào đấy những cái vị tướng ra trước. Tuy nhiên, sẽ có một số những cái vị tướng mà chúng ta sẽ sử dụng được cực kỳ lâu dài, bởi vì những cái bộ kỹ năng của nó rất khó để out meta. Kiểu như là Zinpekonor này, thì mình thấy ở thời điểm hiện tại thì vẫn chơi được bình thường. Đây cũng là một trong số những cái vị tướng mà tồn tại khá là lâu anh em nhá. Ok, thì chúc anh em chơi game vui vẻ nhá. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể là cập nhật thêm nhiều video mới về tựa game huyền thoại tặng anh em.